Hai cả nhà, cả nhà có khỏe không? Ừ, các bạn mình quên kể cái này cho các bạn nghe nữa, mình kể cái này cho các bạn nghe nha. Mình có mà kể thiệt luôn đó nha, là trong gia đình của mình đó nha, thằng em rể của mình nó bên Việt Nam á, nó bên Việt Nam á, nó cũng bốn mấy tuổi đó. Thì cái đường ruột nó bệnh á, giống chồng của mình có cái mục gì nè, phải không, đi cắt rồi 10 năm sau cái nó tái phát lại, phải không, cắt bỏ cái đó rồi thì giai đoạn đầu á, bác sĩ cắt cái đó bỏ thì nó còn sống, phải không, nó còn sống được 10 năm sau, 10 năm sau cái đầu tự nhiên á, cái đường ruột nó cứng ngắc luôn, nó cứng giống như là cái gì nhỉ, xi măng của mình hay gì đó, mà nó cứng cứng vậy luôn đó. Bác sĩ mổ bành ra phải không, bành cái ruột của nó ra, và ở Cần Thơ đó nha, bành ra xong rồi bác sĩ bỏ lên xe chở đi lên Sài Gòn. Đi lên Sài Gòn đó là bác sĩ nói là bó tay rồi đó nha, tại vì bác sĩ ở Cần Thơ đó không có đủ điều kiện mà để lo, bành cái bụng ra gì nè, xong rồi ở nhà coi đó muốn xỉu rồi, tính là nó chết rồi. Cái nó nói vậy nè, chị ơi, nó nói với mấy chị ở bên Việt Nam nha, chị ơi em bệnh nặng lắm sao mà bác sĩ phải chở em đi lên tới Sài Gòn. Cái nói không cưng ơi, bác sĩ ở dưới Cần Thơ á, không có đủ điều kiện mà để lo em. Mà nó nói nước mắt của nó chảy ra vậy nè, tại mình nó còn mấy bộ hình ở bên Việt Nam nó gửi qua cho mình coi á, mình coi nó mình đau trong lòng lắm luôn, mình sợ nó chết, mình cứ niệm Phật không à. Hơn rồi sao mà lên trên Sài Gòn đó, bác sĩ á, cứu nó sống, mổ banh ra nha, mà cái đường ruột của nó nha, mai là đâu 9 lần vậy nè, mày ngang 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 vậy nè, 9 lần mà sưng lên ha. Rồi hơn bây giờ á, về mổ rồi xong rồi đó, nó về nhà, về nhà cũng nuôi nó cực lắm nha, đi đứng đồ này kia đi không nổi, để mổ cái đường ruột banh á, chân đi đứng không nổi. Rồi trong vòng cũng cỡ cỡ 5 tháng như vậy đó, người nó mới đi làm để nổi đó, là thằng em rể của mình đó. Sao bây giờ á, đường ông con trai á, sao ưa bệnh đường ruột quá à? Tại vì á, bác sĩ nói á, mình á, uống ba cái đồ mà nóng nảy, cũng như là mình ăn ba cái đồ cũng như là nóng nảy trong người đó thì nó sẽ làm hư cái đường ruột mình, nó đốt cái đường ruột lủng lỗ, nên bác sĩ nói vậy đó. Nên nó ở nhà mình á, bây giờ nó sợ lắm, sợ bia rượu đồ sợ lắm, rồi uống vô có chuyện gì đó. Chồng mình chết có 49 tuổi rồi, 49 tuổi rồi. Nên á, bây giờ á, mình thấy mà ai bệnh hoạn đồ này kia đó, mình nhắc nhở các bạn xiêng đi bác sĩ một chút. Mình thấy trong người mình đôi lúc mình thấy bình thường không bệnh gì nha, chứ trong ruột mình đó, nó có vấn đề mà mình có không biết đâu, chỉ có bác sĩ nội soi mới thấy được. Giai đoạn đầu thì còn cứu được chứ giai đoạn cuối là bó tay. À, bác sĩ mà người Việt đó nha, mổ cho chồng mình đó, thì gia đình người đó có hai anh em là làm bác sĩ, là chuyên gia làm ở trong mà nội tạng đó nha. Người ta nói với mình đó, người ta có bà già rồi cũng bệnh bệnh gan đó, rồi người ta cũng bó tay cứu không được, nói tiếng ung thư là buồn lắm các bạn ơi, là một giai đoạn nào đó thôi nha. Nên bây giờ đó, mình cũng không biết mình ăn cái gì mà để cho ngừa bệnh, ăn cái gì để cho sống lâu đó, ăn cái gì cũng sợ hết, không ăn thì làm sao mà mình đi làm nổi, tay chân nó run hết, làm sao mà chạy xe nổi, sao đi làm nổi, ăn cái nó không biết có chuyện gì xảy ra không đó. Nên cũng buồn, không biết ăn cái gì mà để cho mà giữ gìn sức khỏe, đừng có ai có ung thư. Đôi lúc á, các bạn biết cái gì không, mình mơ ước á, mình làm bà tiên á, bà tiên á, giống như phim Tây Thiên vậy đó, để mình cứu mấy người mà bệnh giai đoạn cuối, rồi mấy người mà lỡ đi lính bị cục chân, hay là mấy người mà mù mắt hay là này kia vậy đó, mình muốn làm phép cứu cho là sống. Thấy cuộc đời á, đôi lúc bây giờ cho con người ta đi sống 100 tuổi đi, à 100 tuổi đi, mà trong hồi nhỏ tới lớn, khi mà lớn lên biết đi làm rồi đó, mười mấy tuổi biết đi làm cho tới mình già đi, sống cho cả 80 tuổi đi, là biết cực khổ như thế nào nha.
cực khổ, bệnh hoạn nó trong cơ thể mình biết như thế nào. Mình có bà nội, bà nội của mình á là sống thọ tới 90 tuổi luôn. Mà hồi xưa ở bên Việt Nam á, mình bán tiệm tạp hóa, con mắt của bà nội mình á thấy đường gõ lắm. Tiền cái thời xưa đó 200 đồng gì đó, bên Việt Nam rồi 5.000, rồi 2.000, 1.000 gì đó là bà nội mình nó biết hết luôn. Bà nội mình phải sắp riêng riêng cho mình luôn đó. Mình bán tiệm tạp hóa rồi xong rồi đó, cái bà nội mình á bà không có gì hết trơn á. Tại vì cấp đó hồi nhỏ đó, mình đôi lúc đó mình nuôi bà nội mình nó gao xung quanh giường đó, mình hái rau má đi mà cho bà nội ăn đó, nấu với canh tép, mà cái cọng rau má nó dài quá, nó đi dướng vô cổ bà nội đó. Bà nội mình ói ói nhiều quá rồi tưởng là cái gì đó, rồi nó chở đi bác sĩ nó không sao. Về cái bữa đó ban ngày vô trên nước biển á, rồi xong rồi cỡ 8 giờ tối bà nội mình mắc đó, là không có lặn không gì hết trơn á. Nên đôi lúc á mình nuôi mấy người mà già lớn tuổi rồi đó, cho đồ ăn ăn á, nhớ lấy cái kéo hớt ra nhuyễn lại, mình thấy mình hối hận những cái gì mà mình cho bà nội mình ăn á. Tại vì cái cọng rau má bên giường á, bên Việt Nam á, nó có ngắn ngắn những khúc nào có cái cọng dây mà chỉ gì nè, mình đâu biết đâu, cấp đó mới có 20 mấy tuổi à, còn nuôi mấy người lớn còn khờ lắm. Nên trong đầu mình á, lỡ sai cái chuyện đó rồi mình nhắc các bạn mà có nuôi cha mẹ già hoặc là mấy người mà lớn tuổi mà ở chung với mình đó, cho ăn đó họ cũng găng hết rồi, còn cái nấu thôi đó, mình nhớ lấy cái kéo á, mình hớt hớt nhuyễn ra nha. Tại mình cho bà nội mình ăn mà rau má đó, rau má vườn xung quanh đó, hái nấu canh tép, mà nội dướng cổ nó ói rồi xong đó, tim bị yếu rồi, mình nghĩ cái đó nên bà nội mình mắc ngủ rồi có mắc luôn đó, nên không có đi chở nhà thương kịp. Chở điên khúc thì bà nội tắt thở rồi đó, ngủ rồi đi luôn, mệt mệt thì vô chai nước biển rồi ngủ đi luôn. Nên mình thấy mình hối hận, mình không biết đó. Mình nuôi cái người lớn tuổi mình cho ăn đó, còn không biết đường cho ăn rồi nãy kia đó, mình thấy trong lương tâm mình bị cắn rứt hoài. Nên mình làm cái clip này các bạn có xem đó, nhớ nha, có cha mẹ già nhớ cho ăn đó, lấy kéo rồi lấy cái dao tấm thớt gì bầm bầm nhuyễn nha, bất cứ cái gì cũng vậy hết, gao củ cái gì cũng dầm ra nhuyễn. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, mà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, những cái gì mình kể là sự thật đó.